Đợt hôm nay lại đi đâu rồi? Đi gọi em dậy đi vậy. Không dậy, không có chỗ chơi thôi, đành cũng ngủ. Yeah. Không phải đâu, chắc hôm nay là em ở đây đợi mình, ý là kiểu ngủ thêm ý. Chứ còn nếu hôm nào em đã chủ định đi chơi thì em đi hết. Tú ơi, dậy đi Tú ơi. Tú ơi. Dậy đi nhanh lên. Rồi tới nơi. Ui cẩn thận Tú. Con gà buộc chắc vào nhá, không tí lại sổng gà. Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái La Lin ạ. Quý cô bác ơi, sáng ngày hôm nay thì tôn này với lại đòn tay các cái là đã lên rồi. Bây giờ chúng em sẽ bắt đầu đi xuống để vận chuyển lên. Tửa ra chào bác Thợ Cả chưa? Hay chào cô Vân rồi? Chưa chào à? Chưa thấy nói gì à? Sao Tửa? Sợ lắm không dám nói chuyện á. Ai làm gì em đâu? Tửa ơi, Tửa đi khiêng tôn á, đừng múc có tí. Đi xuống đây lấy bốc hàng đây em ơi. Bốc đồ á. Tủa. Xếp đâu nhỉ? Xếp hôm qua là Mải đi xem điện thoại quá cho nên là quên chị ạ. Anh gì nhỉ? Cái gì? Thế chắc xếp đây phải dọn chỗ này đi đi Vân. Đấy, không, đây không làm được mạnh đâu. Đó, nhẹ, đủ đây. Nó mà đứt tay là đau lắm đấy Tủa. Cái này là cẩn thận đấy. Cái này nguy hiểm lắm. Tí đứt tay lại đừng. Tủa xuống đi. Nào, không bóc. Này mà cắt cổ chết nhỉ. Này đứt ở dưới lộ đứt một người đấy. Đây đây đây. Nghe người lớn tí nào. Gọi dạ bảo vâng. Còn nghe hay không đấy là việc của em. Đó. Ui từ 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 bác ơi. Đó, đi vòng sang kia đi, đi vòng đấy đấy, đi vòng vâng. Lấy cũng chở em lên thì hạ nữa luôn. Vâng. Đây đi vậy luôn nhá. Từ từ. Tú ơi tí em khênh ngón tay đi. Không biết là động cái này là đứt tay đấy Tú à. Chết rồi đấy. Khênh cái này đấy. Mà chân vào tay mà chân vào cổ ấy. Hôm nọ anh còn bị. Ôi cái tấm này nặng tới bác Hảo ơi, bác đá cho em ơi. Ôi giời nặng thế. Bác thử nặng thế. Lên người ta tốt thì họ cho tiền mình. Không tốt thì thôi. Thế do mình tự mình làm à? Không phải họ làm chết mình đâu. Do mình tự làm mình tự chết này. Nó mà cắt một phát là còn đứt cả cổ luôn đấy Tủa. Tủa bảo là khênh cái này bị chết họ có đèn không? Nên không. Mình nào cũng cẩn thận. Tại mình không cẩn thận mà. Không ai đèn cho mình đâu Tủa. Nếu trước khi mình đi làm một công ty chẳng may nó bị xảy ra thì còn được. Đấy là mình phải có bảo hiểm. Bảo hiểm. Còn không có bảo hiểm thì cũng chẳng ai đèn cho mình cả. Vác bàn tay nữa. Sao nặng hơn ngày trước nhỉ cái này ấy? Nặng hơn nhiều cái nào. Này hôm nay thì chúng em là có lấy thêm cái này là cái lưới sắt để mà người nữa sẽ quay từ lên giá hết cái chỗ anh kia lên đến sân lên quay quanh sân cho bà để mà cho vệ sinh đỡ phải nhiều hơn à. Rào bằng cái cây tre làm một quạt này được bao nhiêu mét anh? 15 mét à? 15 mét
chắc là đủ đấy. Quây cái sân lại cho bà cho sạch sẽ. Ừ. Gà vịt đỡ phải vào sân cho bẩn. Vâng. Vâng. Từ trước bà cũng làm bằng cây bầu ấy nhỉ, trên kia. Cái này mét 2 à? Mét 2. Sân chỉ bán loại mét 2 thôi. Vâng, mét 2 rồi. Này, hôm nay là lấy luôn sắt làm chuồng lợn này. À, sắt làm cửa chuồng lợn chứ. Nó nhẹ nhưng mà nó dài. Anh chị em phải 4 cây. Khả năng là 4 cây thật, cái này nhẹ. Tay để bên hông ở dưới. Bên trong kia ấy ạ? Bên bên ngoài. Bỏ xuống dưới. Ô, có cần em đỡ không bác? Không, cây nhá. Ôi, chúc mừng mình đây. Không được cho quẹt vào đất đi đâu nhá. Không. Em với chị hai cây đi nhỉ. Cái sắt về này mới nặng này nhỉ. Xuống dưới chứ. Mà 4-5 cây. Em đi xuống nhá. Mình bác vác dễ hơn. Mình vác trong dễ hơn đấy. 30 cân thôi. Người bác khỏe lắm. Cái này mang lên đâu nhỉ? Thân nhỉ? Cho mang lên sân đi bác nhỉ. Cái này bác mang lên trên kia thôi. Bác để trong trong phòng. Phòng hóa phòng đó. Để đây đi. Hả? Để bên trong này được bác. Đinh mang lên đây tủa. Đinh ốc mang lên đây. Để nghe bỏ nó nữa. Rồi, nhẹ nhàng. Trong phòng mình đây. Này, bên trong nhà thì bây giờ là các bác đã chat rồi đấy ạ. Em không biết được. Em ngày hôm nay là rất là ngoan nghe lời, ngày mai lại kiểu khác, ngày kia lại kiểu khác nữa. Anh hôm qua anh sáng này hôm qua nhìn thấy có người giống ở trên này, anh ấy tưởng là trên đây. Nghệ sang nó nhận cái nhà của ông Hinh kìa. Để bà chết chửa thằng này mới đi học mấy hôm đã làm chủ. Qua thấy đang chat ở trong phòng. Cái này không chơi được nữa chứ. Cái keo bắn đấy là không chơi được đâu nha tuổi nhá. Qua tuổi làm mãi đi xem điện thoại sao quên. Nên bác bảo là lấy cái bà lấy bà. Từ qua ông sướng yếu quá. Tủa ơi, tủa, không thích đi làm nữa à? Có thế sao hôm qua không đi? Làm cái gì hôm qua, đi làm cái gì? Hôm qua làm nhà. Nhưng mà qua đi nhận công trình. Làm ở đâu? Ở nhà á? Đang đi làm lại ở nhà. Đi làm thì ngày nào cũng phải đi chứ. Không thì em cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ thật kỹ vào xem là thật sự là mình có muốn đi làm cái công việc này hay không. Mình có muốn đi làm hay không thì nói với anh chị một câu. Em không thích đi làm thì nói với anh chị với lại các bác một câu cũng được mà. Đi thì phải bảo đi chứ. Đi thì là đi mà không đi là không đi. Đi thì chỉ đợi ở nhà để anh chị còn ra đón chứ em mà đi bộ từ dưới kia lên đây thì cũng xa lắm, đi xe máy mất 1 tiếng rồi, vậy em đi bộ mấy tiếng mới tới nơi được. Đi bộ thì không đi được đâu. Bộ làm sao mà đi được. Để cơ bản là bây giờ em phải biết là đi làm việc để lấy tiền, chứ còn ở chơi là không có tiền đâu. Không ai cho em mãi được đâu.
Em phải đi làm dần dần lấy tiền đấy mà nuôi sống bản thân chứ. Thằng Mùng lại bảo đi làm nhưng anh chị bảo là ở lán đợi, là không có ở. Bây giờ cháu cứ phải nghĩ là phải đi làm mới có ăn. Lúc nào cũng phải nghĩ như thế. Sáng nay em mì tôm chưa? Hôm qua ăn mì tôm này à? Có bánh chít này, lên đây. Tú ạ. Tú ơi. Lên đây. Lên đây. Ăn đi cho đỡ đói tí còn xách bữa. Đây là bánh chít chấm với lại mật. Đấy, sáng nay anh chị đi cũng chưa kịp ăn gì, giờ cũng mới ăn. Chấm với lại cái nước đen đen kia kìa, ăn ngon lắm. Đây, anh Thành cũng đang ăn. Đây, cô có đây rồi. Cô Văn có đây rồi. Cô Văn có cái bánh dày đây rồi. Đây, của cô Văn này. Đây, lấy cho cô Văn đi. Này, Tủa, cầm cho cô Văn. Cứ để đấy tí cô ăn. À, đây, để vào trong túi của em cho tí đưa cho cô Văn. Đây, em cũng ăn đi sau tí còn xanh bữa. Hả? Các bạn ăn sáng rồi. Dành một cái cho bác Hà, các bạn ăn từ sáng rồi. Sáng rồi. Bác ui, cẩn thận rơi. Đây, các bác đang làm, các bác ăn rồi. Bây giờ mình chưa ăn sáng, mình ăn rồi. Nè, chấm lên này. Em thích chấm này. Không thích chấm à? Bánh này người Mông gọi là gì? Pía. Pía? Nó pía. Đúng không? Vâng. Chấm tường mới ngon chứ ở đây. Chấm đây. Ba chấm thử đi. Chấm thử đi. Chấm đi, anh cầm cho. Chấm ngập à? Không ngon thì em ăn à? Ừ. Được không mà? Chấm nhiều à? Chấm hết thì anh chấm hết rồi. Anh chấm hết rồi. Ừ, đấy, ăn thử xem. Ngon hơn à? Ngon lắm. Đây, còn một cái nữa này. Ăn nốt đi, bác Hà, bác không ăn đâu. Bác sáng ăn sáng rồi. Anh em mình chưa ăn sáng thôi. Đây, hai anh em ngồi đấy mà ăn đi. Tí còn có sức để mẹ xách bữa. Ồ, chỗ này xong chưa anh Tiến ơi? Hả? Chỗ này xong chưa? Vâng. Anh tưởng xong rồi thì chết. Ướt. Chỗ này đang ướt à? Đây là chưa xong ạ. Khô thế đã. Này Tú ơi, đây cái phần bên này này là cát xây, còn bên này là cát chát nhá, con đường lẫn lộn đâu.
10 xẻng nhá. Xúc đây vào tủa. Bác Tuyển thả cái kia xuống. Bác ơi, em bơi chưa? Nên đây đi làm nó thấy vui hơn ở nhà không Tủa? Đánh xem điện thoại không? Chắc ở nhà xem điện thoại vui hơn rồi. Tủa? Nên đây vui hơn hay ở nhà vui hơn? Giống nhau. Thành đi làm mới thành người. Hôm nay không bảo Thành mua cho cái chổi. Tủa, đi lên mượn bà cái chổi đi, chổi quét này. Chổi này mới đi, có chổi này không quét đâu. Sao qua có cái chổi to hơn mà? Chổi này quét được. Qua có cái chổi to hơn mà Tủa. Đây không? Không, bác lên đưa cho nó đổi lại. Chổi kia rồi. Cái chổi to hơn. Chổi quét đi. Đấy có cái chổi to đi à. Để đấy. Nào, để đi nhá, vừa đi đây. Nước nóng cái gì? Nào không tựa cái đấy, tí xô vào tường mà lại vỡ tường ra. Các bác thợ lại nhận quà của các mạnh thường quân nhá. À, hôm trước thì có cô Phúc Hoàng là cô có ủng hộ 1 triệu để cho các bác thợ là bồi dưỡng. Chị Mỹ Hoàng Nguyên ở bên Mỹ là ủng hộ 2 triệu cũng là để cho các bác thợ ăn. Tổng là nhận được 3 triệu chị ạ. Thì ngày hôm nay chúng em mua dầu ăn này, nước mắm này, miến này, cộng với lại trứng là 168.000. Hành cộng với 2 củ cà rốt này, 1kg su su là 20.000. Thịt 0,5kg là 70.000. Gà là 255.000. Tổng là 3 gói bánh đa nem để mà dán nem là 15.000. Tổng là 528.000. Thì 3 triệu trừ đi 528.000 còn 2.472.000 ạ. Đây. Cảm ơn các chị đi các bác quá. Vâng. Quan tâm đến đội thợ. Đây, này có cả gà, tí mổ gà. Còn dầu ăn thì em cũng thấy hết nên mua hết luôn. Đây, có trứng nữa này. Miến. Vâng. Để sang để thái hành cà rốt luôn. Còn đây là của bà má. Hôm trước nhẹ thì vợ chồng em gói là vẫn còn đang giữ của cô Phương Nguyễn ở bên Mỹ là 1.131.000. Nên cô gửi để mà mua thức ăn cho bà. Thì ngày hôm nay em gói là mua giò là 6 lạng là 90.000 này. Thịt 1 cân là 130.000. Tổng là 220.000. Thì 1.131.000 trừ đi 220.000 là còn 911.000 ạ. Đấy, hôm sau thì chúng em sẽ mua tiếp. Đi, sang đưa cho bà đi nhà nhà. Bây giờ cũng gần trưa rồi. Nay là mua cho bà ăn giò. Để xem là bà có ăn hợp khẩu vị với bà không. Này, con ngan của bà mới đẻ được một đàn con thế này. Đẹp nhỉ. Đẹp quá. Không bắt tủa. Tủa, bà làm chết đấy. Bà ơi. Bò đâu rồi?
Ồ, bà. Hết thịt chưa bà? Đây. Hôm nay chị lên làm. Đây. Tủa kiếm gì cho bà nhá. Này mua cho bà 1 cân thịt. Lên đi. Không sợ bài bà. Lấy ít khoảng ngày tụi con nó. Khoảng ngày con nó. Này cái này là của các mạnh thường quân ấy gửi ra, không phải của chị mua đâu, bà thế. Này bà cầm lấy ạ. Dạ bà cảm ơn. Còn cái này là giò, tủa phiên dịch cho bà nhá. Con là lớp tiếng cái hôm em mò mò nè. Cái này cũng làm từ thịt tủa ạ. Con là lớp tiếng cái bố tay sự nhỏ cần chín cố nè. Chín sẵn rồi. Tí xế chín cố là tàu. Mua giò tươi. Kỳ là tàu nè. Bà là cắt nó ra, cắt ra xong rồi ăn luôn cũng được, mà hấp vào nồi cơm cũng được, mà rán lên cũng được nhỉ. Bây giờ mới đâu thì ăn luôn cũng được. Ăn luôn cũng được bà. Có gì tối nữa được. Okay. Dị. Này thơm lắm, và người xem thơm lắm ạ. Tùa bà thịt chín rồi đấy, tùa bà thế. Cái này là chín rồi. Cái chín của xía nè, lô xía. Đây bà, cảm ơn. Rồi em gọi thay mặt cho bà má là cảm ơn cô Phương Nguyễn rất là nhiều. Này, để đây nhá bà nhá. Đây, buộc vào. Con mèo nó ăn. Có tí múc khẩn kia mồi rồi. Tùa bảo tí bà ăn luôn, cũng được. Múc khẩn kia khẩn kia rồi. Íp liệt ta xuống con nó nè. Nó ồi. Nó dùng món nào hợp hắn rồi. Xem bà đang nấu món gì đây. Kia. Nó chỉ có mấy đồng đây là bốn cuốn à? Vâng, vâng. Bà ăn luôn không phải lấu nữa nhá. Lấu thì cứ chỉ nó chỉ trồ. Ôi chà, chỉ trồ vô xe nữa, xe chỉ nó. Chả nhau đâu. Ừ, chờ bé hả? Vâng, vâng. Chờ bé. Cháu mù bên kia để uống mau nào. Vâng. Vâng, vâng. Anh ơi. Em bảo là chắc hôm nào mà trong nhà thì mình sẽ mua cho hai mẹ con bà là móc quần áo đi. Tại vì không thấy có cái móc nào nhỉ. Đây quần áo giặt đều phơi này thôi. Chị làm gà nhé, sao em tranh thủ nhá. Để dán lên. Anh à, có quả được. Đủ đấy. Mỡ già đấy, có ạ. Dạ vâng. Gà làm món gì ấy chị? Gà rừng. Vâng. Ồ, Lem bảo có ấy. Thấy bóng tối rồi. Lem bóng đêm rồi, cái này không phải bóng tối rồi anh ạ. Cháy đen xịt hết rồi. Cái đen thôi chứ xịt đâu. Còn cái cuối cùng à? Thôi chắc chín rồi, tí cháy không ăn đâu. Chín chưa? Giờ cái này cho anh ăn nhá. Ờ. Rồi nem xong rồi, thịt gà xong chưa chị ơi? Xong rồi. Chín gà chín rồi. Chị vâng. Sang chị ấy chứ. Đọn đồ. Anh đi. Anh Thành đi vắng rồi. Bây giờ là 13 giờ 5 phút rồi. Một giờ gì á? Vâng. Hôm nay nghỉ muộn quá anh ạ. Cơm nước thì đã xong từ rất là lâu rồi. Chờ hai bác về ăn cơm. Thế hai anh hôm nọ không lên nữa à? Chắc là hôm nay không lên. Vâng. Gọi nó ở đầu giờ chiều, biết ở đầu giờ chiều có lên. Bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi. Bây giờ đầu giờ chiều kìa. Vâng, 1 giờ là đầu giờ chiều rồi. Bây giờ 13 giờ chứ hóa ra là đầu 1 giờ chiều á. Vâng. Ô tủa đâu rồi? Không biết đâu rồi.
Tuổi. Hôm nãy vừa ở đây nói chuyện với em với chị Vân mà. Nãy còn đứng ở đây mà không để ý Tuổi lại đâu à? Đang ở dưới cổng cống đi chơi với trẻ con. Ăn cơm đi bác ơi. Mấy giờ? Bây giờ chắc 1:10 rồi à. Sớm nhỉ? Vâng dạ, sớm ạ. Hôm nay là bữa cơm rất là ngon. Vâng, hôm nay là bữa cơm này là có cô Phúc Hoàng, là cái cô mà cũng hay làm thơ trên kênh của em có ấy ạ. Là cô tài trợ các bác là 1 triệu để bồi dưỡng. Và chị Mỹ Hoàng Nguyễn ở bên Mỹ là chị tài trợ 2 triệu, tổng là 3 triệu để cho các bác là ăn uống ạ. Xin các cô ấy. Vâng. Cảm ơn các cô nhiều quá. Dạ. Rồi, ăn cơm đi ạ. Rồi. Ăn cơm Tuấn. Em mời các anh chị ăn cơm nha, em đói quá rồi. Tuấn ăn cơm đi. Nhanh, đói rồi, 1 giờ rồi. Này, có nem này, có miến này, với lại có thịt gà rang, rau luộc. Cái gì đấy? Đu đủ à? Nhanh lên Tuấn. Đu đủ, anh Thành đi lấy được 2 quả đu đủ. Nhanh lên đây đâu, ăn cơm. Cơm muộn đấy. Đợi. Mời 2 bác lại, mời chị với lại, mời cô với lại, mời 2 anh chị ạ. 2 anh chị gì? Mời các bác nhá. Ăn cơm. Mời các cô các ăn cơm. Ăn đi, đói quá. Bố mạnh đi đây này. Hôm nay ăn cơm muộn nhất đấy nhỉ? Khả nữa uống một bia mòn. Vâng. Sau khi mà ăn cơm xong nghỉ ngơi thì các bác thợ tiếp tục công việc ạ. Chiều nay thì có thêm 2 thợ nữa. Lúc ăn cơm thì cứ tưởng anh Hừ và anh Chất sẽ không lên. Chuẩn bị đi làm thì 2 anh đến. Chất với lại bác Hà đang chát phần bên trong này. Wow, chỗ này gần xong rồi. Còn mỗi bức bên này nhỉ? Để em ngó qua cái bể phốt xem nào. Xem lắp có đúng hay không. Hả? Nước mưa à cái này? Không. À. Bể phốt lắp như này có đúng không đây chị Vân? Đây. Chính xác rồi á? Chắc không? Khô lại cho thêm nước đây tôi bảo nhé. Vữa này không làm được vậy. Vữa chan này khác với lại vữa xây tủa. Ai gọi mình mới mang thôi. Cái kéo múc sẵn mấy xô tí
Tí nữa chị đứng tưởng ở đây. Tú ơi, chị bảo này, những cái cạnh này này, đấy chị bảo, chỗ này này, những cái chỗ này là không được chạm vào đâu, mình nhớ chưa? Bây giờ phải chờ nó cứng vào. Cắm như cái này nó khô ra. Ờ, nó khô ra, chạm vào này là nó lệch đi là bác thợ là phải đắp lại đấy. Chát là phải phẳng phiu hết nó mới đẹp. Mang cái chổi về đây. Anh Tủa ơi. Thể nhanh lên anh Tủa. Cái chổi à? Tủa này được làm anh à? Đội cái mũ lớp bố mặt cổ húc lung tung, đã có một mắt thì đội cái mũ cao lên. Nón ở bên kia có đấy à? Nón của chị. Mắt thì có mũi một bên. Nón làm sao mà nhìn thấy cái gì? Lớp bố hết cả mắt. Bác mở thế cho một mắt hả? Hả? Cái này có một mắt thì mấy mắt? Ấy giờ cho một mắt thì bác. Không biết bao nhiêu bao nhiêu mắt. Tủ một mắt thì không biết bác bao nhiêu mắt. Chờ. Đầu toàn là mắt. Chết mắt. Người ta bắn chim người ta nhắm một mắt để nhắm mắt lại. Tủ là không cần phải nhắm cũng bắn được. Mai thì người ta đi công an rồi. Mai cho bác Hải đi tập cái kia. Mai cho bác còn tập cái kia thì nó cứ tập cái gì không cần. Này bưng bên này thì chuẩn bị xong đấy ạ. Cái xô thôi. Ôi rồi, Tủa. Sách sẵn chờ sẵn ở đây à? Ôi rồi. Vừa nó ấy hết rồi. Tí các bác là phải đảo lại. Để mà lúc chát. Cái này gần xong rồi. Cho mỗi thằng xô vào đây. Bây giờ đưa đi. Đấy nó lắng hết rồi bác phải đảo lại. Nó không biết đưa vữa. Cái này nó cũng tiếp xúc như kiểu cái tảng cháy. Hôm nay là mới làm quen với lại vữa chát. Đó, nhưng mà nó chưa biết. Vâng. Và đang phải đậy. Rồi. Có xô rồi chị. Đây có một xô này. Ở cái bể đấy, vừa bơm lên sáng nay rồi đây. Bướm cái gì? Bữa chứ không phải là bữa. Nó cứ gọi bữa. Gọi tao không lấy bữa đâu. Chỉ lấy bữa thôi đúng không ạ? Đây à? Đây ạ. Trời, cứ để đấy, cứ đeo nó đấy. Nó còn vào chân gì vậy? Mai có bảo. Trốn đi đâu đây? Mang đi ra đi mang bướm. Mang nước bướm bướm. Vữa, chứ không phải là bữa. Tủa ở vữa, bờ. Vợ ở vừa ngã vữa. Đi mang bữa. Bữa còn đi đâu? Lấy làm gì rồi? Bao giờ bác bảo lấy thì mới lấy, không để khô lắm Tủa. Không có nước à? Không có nước rồi. Có nước nhưng mà nó vẫn khô. Nó vẫn khô, đừng khi nào các bác gọi thì hãng xanh, nhớ chưa? Tủa. Vâng. Vâng đi. Vâng là phải làm theo từ vâng đấy nhá. Không phải chị bảo vâng không xanh nữa nhưng mà tí lại ra xanh là không được đâu. Không nghịch. Gọi dạ bảo vâng đây, gọi ừ bảo nghe. Nói thì ơi. À nào các bác chuyển đi thì cái đũa rơi xuống này mình phải hót đi. Để mang ngoài kia đổ chỗ này. Được chưa? Đấy chỗ này là bác không chát nữa. Đâu? Rồi mấy cái này. Đeo tới đây. Ừ. Đường ngang lên đây à? Ừ. Xuống dưới thì lại phải dỡ dạo cơ. Đây. Vữa. Hả? Vữa. Vữa bờ. Vợ ư vương ngã vữa. Không phải bữa, cổ quá cơ. Đấy,
Đấy tôi bảo bác nữa. Cẩn thận. Giờ này nó dám nhanh mà. Đây chiều nay thì các bác vẫn tiếp tục là công việc chat thôi. Đấy, anh Tuyển thì sẽ chuẩn bị là sang cái bức này. Đấy, như anh nói là chắc là độ khoảng tối nay sẽ xong cái chỗ này thôi. Đấy Tuyển nhá, bây giờ là lại chiều tối rồi, chị đi về nhá. Tối nay em ngủ đây nhá. À, thế chị dặn như nào? Ờ, ra đây. Đây Tuyển. Chị dặn như nào? Chị dặn ở đây. Ở đây. Với làm việc thế nào? Mừng với bạn Hà. Mà vừa cho bác Hà thôi á. Làm việc có nghiêm túc không? Có. Bây giờ nhá, ở đây với các bác nhá, làm việc nghiêm túc nhá. Vâng. Tối ngủ đây với các bác là không được đi đâu, nhớ chưa? Vâng. À. Rồi các bác làm nhá, em đi về đây. Vâng, thôi thì lại nhờ các bác là quản lý tủa giúp em với ạ. Đi em với. Dạ. Vâng. À, quý cô bác ơi, thì tính đến thời điểm hiện tại ấy ạ, kinh phí làm nhà của hai mẹ con bà má thì em có hạch toán kinh phí đã đủ rồi ạ. Cho nên là em có xin phép là sẽ ngừng nhận kinh phí làm nhà cho hai mẹ con bà má. Rất là cảm ơn tấm lòng của các cô, các bác, các mạnh thường quân đã tin tưởng vợ chồng em để vợ chồng em làm cầu nối giúp hai mẹ con bà má là sẽ sớm có được một cái ngôi nhà mới ạ. Nên rất là cảm ơn các cô, các bác là cũng luôn luôn là quan tâm đến em Tủa, yêu quý em Tủa ạ. Làm việc phải nghiêm túc nhá, Tuổi nhá. Nói đi nói lại đấy. Cứ vâng đi. Mà nghe mà em không nghiêm túc là em bị kỷ luật đấy nhá. Mà em không nghiêm túc, anh trừng phạt. Đấy. Trừng phạt á? Trừng phạt.